Chào mừng anh chị đến với kênh xe đạp thể thao Vít.com. Trong video này, chúng tiến hành kiểm tra chiếc xe đạp thể thao Chevo HK Pro để gửi cho anh Quyền ở thành phố Cao Bằng. Vâng, Chevo thương hiệu xe đạp thể thao của Pháp hiện đang có 5 màu, đó là màu đen, màu trắng, màu titan, màu ghi và màu xanh. Chevo, là ngự chiến, và Chevo HK Pro đây là chiếc xe đạp thể thao, xe đạp touring có cấu hình full nhôm, size 48. Cùng với bộ chuyển động Shimano Anivio 3x9 tốc độ, phanh đĩa dầu trước sau và sử dụng cơ bánh 700, cấu hình cao nhưng mức giá rất hợp lý, hiện tại giá chỉ có 8,5 triệu. Bạn đã sở hữu một em HK Pro này. Xe đạp touring này phù hợp cho nhiều mục đích, từ đi học, đi làm, đi chơi, tập thể dục đều rất ok. Ai cũng có thể sắm một em touring Chevo HK Pro này để vui vui. Và tất cả các thông tin shop đều đăng tải trên web xe đạp thể thao Vít.com. Cùng với giá qua xe, anh chị có thể đặt xe trực tiếp trên web hoặc đặt xe qua số điện thoại 098 331 5936, và anh Quyền ở thành phố Cao Bằng đến với shop liên hệ sau khi biết có sẵn hàng, và chốt đơn rất đơn giản và nhanh chóng. Nên anh chị đang cần tìm mua xe, hãy liên hệ ngay với shop để được tư vấn và mua xe nhanh nhất. Và ngay bây giờ shop sẽ kiểm tra và review sơ bộ cấu hình của chiếc Chevo HK Pro này. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Vâng, xe đạp touring Chevo HK Pro đây là chiếc màu đen của anh Quyền ở Cao Bằng đặt. Màu đen full nhôm, gồm khung nhôm, phuộc nhôm, và không thì sử dụng khung nhôm mối hàn xử lý nhẵn mịn ở phần cổ lái và phần cọc yên anh chị nha. Còn phần phuộc thì sử dụng phuộc nhôm mối hàn vải cá đây. Tay lái nhôm, ba ga nhôm, vành nhôm, đùi đĩa nhôm, may ơ cũng bằng nhôm. Tiếp theo đó là sử dụng hệ thống phanh thủy lực, phanh đĩa dầu trước sau của hãng Shimano MT200. Sử dụng phanh thủy lực thì bóp nhả rất nhẹ nhàng, độ bền cao và rất là an toàn, dễ dàng kiểm soát tốc độ. Cùng với bộ chuyển động Shimano Anivio tay đề số 3x9 tốc độ, gạt đĩa Shimano Anivio, gạt lip Shimano Anivio, nít thả 9 tầng Shimano, bộ đùi đĩa Shimano, và chạy đồng bộ. Rút này là rất cao anh chị nhé, rút này rất cao và chạy rất là ổn định, bền bỉ. Cỡ bánh là 700 với vành nhôm hai lớp nan hòa bằng thép, may ơ bằng hợp kim nhôm. Lốp sử dụng lốp Kenda 700x38 xe, có đầy đủ ba ga chắn bùn. Yên, một chiếc yên rất chất lượng, êm, cọc yên bằng hợp kim nhôm. Và một cấu hình cao, và mức giá thời điểm hiện tại chỉ có 8,5 triệu đồng từ shop xe đạp thể thao Vít.com. Mức giá rất tốt, cấu hình cao. Shop còn nhiều xe khác, đăng đầy đủ thông tin trên web xe đạp thể thao Vít.com. Anh chị có thể đặt xe trực tiếp trên web hoặc đặt xe qua số điện thoại hotline bên em. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video, và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao Vít.com.